rơi ấy, mọi người cũng được. Nói chung là rơi thì con nào nó cũng kém. Một ngày cũng thay màn hình được tuần đấy tính bài mua con dự án này không nào hợp lý rồi. Anh phải mua cái loại như này này. Đấy. Thank you.
Thương hiệu luôn, anh ra chụp lại ảnh chuyên nghiệp anh còn nhỉ.